tên lửa tầm bắn 550 km sẵn sàng nhắm thẳng lãnh thổ Nga, Mỹ, Anh sắp chốt hạ. Thông tin mới nhất về siêu máy bay Nga đột ngột mất tích trên Biển Đen. Điện Kremlin nổi giận khi ông Putin xuất hiện trong cuộc tranh luận Harris-Trump. Nga ngăn chặn nỗ lực kiểm soát giàn khoan Crimea 2 ở Biển Đen của Ukraine. Palestine được trao quyền lịch sử tại Liên Hợp Quốc, Israel lập tức cảnh báo. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 11 tháng 9, tờ Moskovsky Komsomolets MK của Nga đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin đã ra quyết định đưa ra phản ứng phi đối xứng nhằm đáp trả mối đe dọa từ Mỹ trong việc cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa như ATAC-MS. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga nhận định rằng Washington có vẻ đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga. Ông lưu ý, Moscow sẽ có phản ứng thích hợp. Ông Peskov nói, quyết định rất có thể đã được Mỹ đưa ra với xác suất cao. Ở thời điểm hiện tại, các phương tiện truyền thông chỉ đơn giản đang thực hiện một chiến dịch thông tin để chính thức hóa quyết định đã được đưa ra. Về phần Mỹ, theo tờ Guardian của Anh, ngày 11 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra tín hiệu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay rằng Nhà Trắng sắp dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự quan trọng bên trong lãnh thổ Nga. Tờ báo Anh cũng đồng thời cho biết, quyết định về vấn đề này dường như đã được đưa ra một cách riêng tư. Phát biểu tại Kiev cùng Ngoại trưởng Anh David Lammy, ông Blinken cho biết Washington ngay từ ngày đầu tiên đã sẵn sàng điều chỉnh chính sách của mình khi tình hình trên chiến trường Ukraine thay đổi. Ông Blinken nói, chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Theo Ngoại trưởng Mỹ, việc Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga đã thay đổi tư duy chiến lược của London và Washington. Mỹ đánh giá động thái của Iran là một sự leo thang đáng kể và nguy hiểm. Ông Blinken lưu ý, người khiến tình hình leo thang ở đây là ông Putin với lô hàng tên lửa từ Iran. Từ đây, chúng ta nhận thấy một trục mới của Nga, Iran, Triều Tiên. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Lammy thúc giục Trung Quốc không tham gia cùng ba nước trên. Một nguồn tin trong chính phủ Anh cho biết, London đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow, tầm bắn tối đa lên tới 550 km để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Mặc dù quyết định này có thể sẽ chưa được công bố ngay trong ngày 13 tháng 9, khi Thủ tướng Anh Keir Starmer có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại thủ đô Washington. Theo người đứng đầu Ủy ban Chính sách Thông tin của Hội đồng Liên bang Nga Alexei Pushkov, chỉ trong vài ngày tới, quyết định chính thức của Mỹ và phương Tây về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga sẽ được công bố. Ông Pushkov nói, rõ ràng là quyết định cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga đang được chuẩn bị. Việc dò dỉ thông tin qua tờ Guardian không phải là điều ngẫu nhiên. Trả lời phỏng vấn của đài RTVI, chuyên gia về vũ khí chiến lược và là nghiên cứu viên tại IMEMORAS, ông Alexander Emakov cho hay, các sân bay quân sự, trung tâm hậu cần quan trọng và sở chỉ huy quân sự của Nga sẽ là những nơi đầu tiên bị tên lửa chiến thuật ATAC-MS của Mỹ tấn công, tầm bắn lên tới 330 km. Hiện có hai phiên bản của tên lửa này. Phiên bản M39A1 có tầm bắn tối đa là 300 km và phiên bản M39 tầm bắn tối đa 165 km. M39A1 có thể được hiệu chỉnh bằng cách sử dụng định vị vệ tinh. M39 cũ hơn chỉ được trang bị hệ thống định vị quán tính, do đó độ chính xác khi bắn trúng mục tiêu kém hơn. Ngày 11 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gợi ý chính phủ nước này xem xét khả năng hạn chế nguồn cung một số nguyên liệu thô chiến lược như uranium, titan hoặc nickel cho thị trường nước ngoài nếu biện pháp này không gây bất lợi cho Moscow. Theo hãng tin TASS, phát biểu tại một cuộc họp với chính phủ, Tổng thống Putin nêu rõ, khi nước ngoài cũng hạn chế nguồn cung một số loại hàng hóa cho Nga, thì có lẽ Moscow cũng nên áp đặt một số hạn chế nhất định đối với các nước ngoài. Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, tôi không nói rằng chúng ta cần phải làm điều này vào ngày mai, nhưng nói chung, nếu điều đó không gây hại cho chúng ta có thể nghĩ đến những hạn chế nhất định đối với nguồn cung ra thị trường nước ngoài. Thị phần của Nga trên thị trường uranium làm giàu ước tính khoảng 40%, nhiên liệu rất quan trọng cho cả việc sản xuất điện hạt nhân dân sự và vũ khí hạt nhân quân sự. Nga cũng là nhà sản xuất lớn nhất thế giới về titan, một nguyên liệu rất quan trọng đối với ngành hàng không vũ trụ. Nga nằm trong số 10 nhà sản xuất nickel lớn nhất. Nickel là thành phần quan trọng trong sản xuất năng lượng sạch. Ông Putin cho biết, bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây, Nga tiếp tục cung cấp một số loại hàng hóa cho thị trường thế giới với số lượng lớn. Ở chiều ngược lại, mặc dù Mỹ cấm nhập khẩu nickel của Nga, nhưng cho phép nhập khẩu uranium. Cho đến nay, cả Mỹ và EU đều chưa trừng phạt titan của Nga. Theo một báo cáo trước đó của Washington Post,
cả các công ty Mỹ và châu Âu tiếp tục phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp từ Nga. Ngày 11 tháng 9, thông báo cập nhật chiến sự của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng tác chiến của quân đội nước này đã gây ra nhiều thương vong, thiệt hại cho Ukraine trên khắp chiến trường ở Donetsk. Trong đó, đáng chú ý nhất là hoạt động của nhóm tác chiến phía Tây, nhóm tác chiến phía Nam và nhóm tác chiến trung tâm. Cụ thể, nhóm tác chiến trung tâm kiểm soát được những vị trí có lợi hơn, không kích vào Ukraine ở gần khu vực Poprovsk, Dzerzhinsk, Petrovka, Marinovka, Tsukurino và Klebanbik, tỉnh Donetsk. Đồng thời, nhóm này cũng ngăn chặn 3 cuộc phản công của quân đội Ukraine. Hậu quả là khiến cho Ukraine thiệt hại 510 lính, 2 xe bọc thép chở quân, 1 xe chiến đấu bọc thép Kozak, 3 xe cơ giới cùng một số hệ thống pháo như M-Stabe, Gvozdika, D-30. Nhóm tác chiến phía Nam nhận nhiệm vụ tấn công các lữ đoàn Ukraine gần khu định cư Yelizavetovka và Katerinovka, tỉnh Donetsk và đã ngăn chặn được 2 cuộc phản công của Ukraine. Nhóm tác chiến này đã giúp quân đội Nga hạ gục 655 binh lính cùng nhiều hệ thống pháo, xe chiến đấu, xe cơ giới của Ukraine. Còn nhóm tác chiến phía Tây cải thiện vị trí chiến thuật, gây tổn thất cho Ukraine ở gần khu định cư Kolesnikovka và Vyshnivoy, tỉnh Kharkov và Makhievka, tỉnh Donetsk, khiến Ukraine mất 460 lính, một xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, một số hệ thống pháo do phương Tây sản xuất như Krab, M198, FN70 cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác. Phó Cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị Quân đội Nga kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, ông Abti Alaudinov cho biết Nga đã phản công dọc theo sườn phải ở Kursk. Theo ông Alaudinov, Nga giành lại 10 khu định cư ở tỉnh này. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đang phải chịu tổn thất nặng nề và bắt đầu nhận ra rằng việc giữ vững những gì đã giành được ở đây không phải là điều dễ dàng. Một số blogger quân sự ủng hộ Nga cũng đã đưa tin về cuộc phản công, khớp với thông tin mà ông Alaudinov tuyên bố. Blogger nổi tiếng Yuri Podolyaka cho biết quân đội Nga đã giành lại được một số ngôi làng ở phía tây tỉnh Kursk do Ukraine kiểm soát, đẩy lực lượng Ukraine về phía sông Malaya-Lobnia, phía nam làng Snagost. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra xác nhận rằng Nga đã mở chiến dịch phản công ở Kursk. Hiện tại, phía Ukraine cũng chưa bình luận về thông tin này. Về phần mình, trong tin tức cập nhật chiến sự cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ở các mặt trận tại Ukraine đã xảy ra 93 cuộc giao tranh. Theo bộ này, Nga đã mở 5 cuộc tấn công bằng tên lửa, 49 cuộc không kích với 59 quả bom lượn, 625 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV, cũng như mở 3.671 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau vào các vị trí của lực lượng Ukraine. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết chiến sự vẫn diễn ra ở tỉnh Kharkov, Donetsk, trong đó thành phố Poprovsk, tỉnh Donetsk vẫn là nơi giao tranh ác liệt nhất. Cũng trong ngày 11 tháng 9, tại Poprovsk, quân đội Ukraine đã ngăn chặn 30 cuộc tấn công của Nga tại khu định cư Vozdovizhenka, Jelenipol, Novo-Aleksandrovka, Hrodovka, Novochorsky, Novo-Hrodovka, Salidovo và Mikhailovka. Theo dữ liệu sơ bộ, trong ngày 11 tháng 9, tại khu vực này, quân đội Nga đã thiệt hại 276 lính, 2 xe tăng, 2 hệ thống pháo, 2 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe ô tô cùng một số trang thiết bị quân sự khác. Mới đây, kênh Telegram Premium Win dẫn các nguồn tin truyền thông Nga cho biết chiến đấu cơ đa nhiệm Su-30SM của Moscow đã mất tích vào cuối ngày 11 tháng 9 sau khi bắn 4 tên lửa KH-31P vào Ukraine. Theo hạm đội Biển Đen của Nga, chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đã được tiến hành khẩn trương ngay sau đó. Theo kế hoạch tìm kiếm, các máy bay trực thăng từ căn cứ không quân Kacha bao gồm mẫu Mi-8 và Ka-27 ngay lập tức được điều động để xác định vị trí máy bay mất tích. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã xác định được một vệt dầu đáng kể có đường kính khoảng 3 km tại khu vực tìm kiếm chỉ định. Ngoài ra, các mảnh vỡ được cho là của máy bay, bao gồm cả cánh, cũng đã được phát hiện. Mặc dù vậy, việc trục vớt mảnh vỡ cho đến nay vẫn không thành công và số phận của chiếc máy bay cũng như phi hành đoàn vẫn chưa có gì là chắc chắn. Chiến đấu cơ mất tích vốn đồn trú tại căn cứ Krimsk ở vùng Krasnodar. Đây là căn cứ mà Nga thường dùng để xuất kích các máy bay chiến đấu làm nhiệm vụ trong và xung quanh Biển Đen. Su-30SM được không quân Nga đưa vào biên chế từ năm 2012 và là một trong những máy bay tiên tiến nhất của Nga. Chiến đấu cơ này được thiết kế cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và cũng có thể thực hiện vai trò tấn công mặt đất. Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã phá hủy hàng loạt máy bay chiến đấu của Nga trong năm nay. Hồi tháng 6 năm nay, Ukraine công bố bản đồ cho thấy một địa điểm đã xảy ra các cuộc tấn công làm hư hỏng hoặc phá hủy hơn 30 máy bay Nga. Năm 1966, những chiếc xe tăng đầu tiên thuộc dòng T-64 bắt đầu được đưa vào sử dụng trong quân đội Liên Xô. Sau khi ra mắt, các sửa đổi T-64A, T-64B và T-64BV đã xuất hiện. Pháo 115mm lắp đặt ban đầu được thay thế bằng loại 125mm, đi kèm với hệ thống kính ngắm được cải thiện.
Tiếp theo vào năm 1985, họ bắt đầu lắp đặt giáp phản ứng nổ Contact 1. Tuy nhiên, cho đến khi ngừng sản xuất hàng loạt vào năm 1987, trái tim của xe tăng T-64 vẫn không thay đổi. Động cơ 5TTF, công suất 700 mã lực được đặt biệt danh là cưa máy vì âm thanh đặc trưng của nó. Tại thời điểm năm 1991, sau khi Liên Xô tan rã, Bộ Quốc phòng Ukraine đã quyết định biến T-64 thành xe tăng chiến đấu chủ lực của họ. Ở Kharkov, họ cố gắng thổi sức sống mới vào những thiết bị vốn đã bắt đầu trở nên lỗi thời và kết quả là phiên bản Bulat BM xuất hiện. Điều thú vị là sau khi bán được một phần đáng kể số T-72 hiện có, lực lượng vũ trang Ukraine lại muốn bắt đầu chuyển giao T-64 ra nước ngoài, nhưng không ghi nhận thành công đáng kể theo hướng này. Kể từ năm 2014, xe tăng T-64 đã tham gia các hoạt động tác chiến ở Donbass. Sau những trận chiến quyết liệt, ước tính có tới 200 phương tiện bị mất trong các tình huống khác nhau. Khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga, khoảng 770 đơn vị T-64 đã được đưa vào hoạt động. Mặc dù đã lắp đặt một số thiết bị hiện đại như kính ngắm ảnh nhiệt, hệ thống liên lạc vệ tinh trên một số xe tăng, nhưng chúng vẫn lạc hậu, chủ yếu về mặt giáp. Theo một số ước tính, hiện nay có khoảng 300 chiếc như vậy đang phục vụ trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, không phải tất cả những chiếc T-64 đều hoạt động bình thường, và nếu cố gắng sử dụng trong những trận giao tranh ác liệt, nguy cơ Kiev không còn chiếc T-64 nào là điều được nhắc tới. Trong phát biểu ngày 11 tháng 9 tại Quốc hội Đức, Thủ tướng Olaf Scholz nói Kiev và các nước phương Tây cần tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhằm xem xét có những lựa chọn nào để giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Thủ tướng Đức cho biết, hội nghị hòa bình tiếp theo về xung đột ở Ukraine cần sớm được tổ chức và lần này Nga sẽ được mời tới tham dự. Ông nói, chúng ta cần một hội nghị hòa bình khác và lần này Nga phải có mặt tại bàn đàm phán. Đó là nhiệm vụ mà chúng ta cần phải giải quyết ngay bây giờ. Theo nhà lãnh đạo Đức, chính quyền Kiev và các nước phương Tây cần nhanh chóng đưa ra những giải pháp để nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, việc kêu gọi tổ chức hội nghị hòa bình không có nghĩa là Berlin sẽ ngừng cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev. Hội nghị đầu tiên về hòa bình Ukraine được diễn ra vào giữa tháng 6 năm nay tại Thụy Sĩ mà không có sự tham gia của Nga. Sự kiện này không mang lại bất kỳ kết quả cụ thể nào khi nhiều quốc gia tham dự từ chối ký vào tuyên bố chung. Nga nói rằng hội nghị tại Thụy Sĩ chỉ tập trung vào công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời tuyên bố chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự cho dù nước chủ nhà có đưa ra lời mời. Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng nói rằng ông mong muốn cuộc xung đột kết thúc vào mùa thu này. Theo ông, để làm được điều đó, NATO phải tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và gia tăng sức ép để Moscow phải đồng ý với kế hoạch hòa bình của Kiev. Trước đó, Tổng thống Putin khẳng định Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với Ukraine, nhưng nhấn mạnh các cuộc đàm phán này không thể diễn ra dựa trên những yêu cầu phi thực tế mà phải dựa trên các văn bản đã được nhất trí tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 năm 2022, thời điểm Moscow và Kiev tổ chức các cuộc đàm phán lần gần nhất. Khi đó, Kiev sẵn sàng tuyên bố trung lập về mặt quân sự, hạn chế lực lượng vũ trang và ngừng phân biệt đối xử với người Nga. Đổi lại, Moscow sẽ cùng các cường quốc hàng đầu khác bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tổng thống Putin nói, văn bản này không có hiệu lực chỉ vì Ukraine được yêu cầu không làm như vậy. Giới lãnh đạo ở Mỹ và một số nước châu Âu muốn nhìn thấy thất bại chiến lược của Nga. Ngày 9 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Nga hiện không thấy có các điều kiện thích hợp để bắt đầu đàm phán hòa bình nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông Peskov cho biết, chúng tôi nghe được nhiều tuyên bố khác nhau từ các nước châu Âu, nhưng chúng tôi không thấy có bất kỳ tuyên bố nào về vấn đề này từ các quốc gia thực sự đang chỉ đạo toàn bộ quá trình này. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có nhiều diễn biến mới căng thẳng trên khắp các mặt trận. Kênh Military Summary đưa tin, ngày 11 tháng 9, lực lượng Moscow đã giành lại được khoảng 10 ngôi làng trong các cuộc phản công ở quốc trong những ngày gần đây. Theo thông tin hiện tại từ phía đông, cuộc phản công đang diễn ra. Phóng viên Evgeny Lysitsyn cho biết, Nga tổ chức 8 mũi xung kích đồng loạt xông lên từ nhiều hướng khiến đối phương hoảng loạn chống đỡ và cuối cùng hoặc bị hạ gục hoặc phải tháo chạy. Có những báo cáo nói về các cuộc phản công tiếp theo hướng Suza, nhưng hiện tại vẫn chưa có đủ thông tin xác nhận về điều này. Lữ đoàn 103 của lực lượng Kiev chịu trách nhiệm phòng thủ, nơi đã bị tràn ngập theo các báo cáo của Ukraine. Với cuộc tấn công này, quân đội Nga đang giảm nguy cơ bị bao vây xung quanh Gluskova. Theo thống kê mới nhất,
lực lượng Moscow đã giành lại được khoảng 145 km2 lãnh thổ. Quân đội Nga đã tiến thêm một bước nữa ở Torez, nơi họ kiểm soát được trạm xăng ở trung tâm thành phố với sự xác nhận trực quan. Cuộc tấn công cũng đang tiếp tục theo hướng Bobrov, giống như trong vài ngày qua, tập trung vào phía nam. Giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở làng Ukraine, nơi lực lượng Moscow kiểm soát các vị trí ở phía nam và phía đông. Một vạc dầu nhỏ đã hình thành bao vây lực lượng Kiev. Việc chấp thuận cho Kiev sử dụng các hệ thống vũ khí phương Tây sâu trong lãnh thổ Nga đang được thảo luận. Trong vài ngày tới, rất có thể Ukraine sẽ nhận được sự cho phép. Điều này sẽ cản trở việc Nga sử dụng bom lượn FAB, vì các sân bay xung quanh có thể bị tấn công và các máy bay chiến đấu với bom hạng nặng chỉ có thể bay trong một phạm vi nhất định. Kênh Ritovka cho biết, trên hướng Kurakhovsky, quân đội Nga tiếp tục tấn công Ukraine và đạt được thành công lớn. Từ phía trường số 13, lực lượng Moscow tiến gần đến Bohdan Khmelnytsky và tiếp tục di chuyển. Hội quân tại đây với mũi xung kích đang phát triển từ ngoại ô phía đông Lesoka. Do đó, quân đội Nga tiến xa hơn về phía bắc, kiểm soát toàn bộ trung tâm thị trấn. Lực lượng vũ trang Ukraine rút lui về sân vận động Ukraine dưới sự che chở của bãi thả của mỏ. Quân đội Nga cũng đang tiến về phía bắc thị trấn. Sau khi băng qua đường ray, họ áp sát đường cao tốc Zelidovo-Tesukurino và chỉ còn chưa đầy 2 km nữa là cắt đứt được tuyến huyết mạch này. Vì vậy, AFU sẽ không thể di chuyển an toàn dọc theo đường cao tốc. Điều này sẽ ảnh hưởng tới các trận chiến ở cả Ukraine và Zelidovo. Theo kênh Ryba, tại Vương quốc, quân đội Nga tiếp tục phản công và đang cố gắng phát triển những thành quả của những ngày trước. Cùng lúc đó, AFU đã phát động các cuộc tấn công vào quận Gluskovo, nhưng không thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Tại quận Kurinevo có những trận chiến ở vùng lân cận Snatgot. Về phía đông bắc, theo các cảnh quay xuất hiện trực tuyến, lính dụng Nga đã mở rộng vùng kiểm soát về phía Lyubimovka và kiểm soát một phần khu rừng. Điều này sẽ cho phép họ phát triển thành công về phía đông và phía nam. Tình hình của Obukhovka vẫn chưa rõ ràng. Bất chấp các tuyên bố của Nga về việc giành lại được khu định cư, một số nguồn tin cho biết vẫn có các cuộc không kích vào ngôi làng. Tuy nhiên, đây có thể là các cảnh quay lưu trữ từ đầu cuộc phản công của lực lượng Moscow. Tại quận Suza, thông tin trái ngược xuất hiện trên tuyến Kremianoze-Porevki. Theo các tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Malaya Luknia, Novaya Surochina và Olubka, gián tiếp xác nhận đối phương vẫn hiện diện ở đó. Trong các khu rừng phía đông Kremianoze cũng có một lượng lớn các đội hình Ukraine. Trong nhiều ngày liên tiếp bị không quân Nga nhắm mục tiêu, sử dụng cả bom nhiệt áp nặng nửa tấn. Ở khu vực phía đông Suza có những trận chiến cục bộ nhưng không có thay đổi đáng kể nào ở các vùng kiểm soát. Quân đội Nga đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của AFU ở khu vực Fanasyevka, đồng thời phân tán một nhóm bộ binh địch ở phía tây Ruskaya Kunobenka bằng cách tung UAV ra săn đuổi. Lực lượng Moscow tấn công các mục tiêu của đối phương ở Dnipropetrovsk và Odessa. Ngược lại, AFU cố gắng tấn công sân bay Olenia ở khu vực Murmansk bằng máy bay không người lái. Theo hướng Bobrov, quân đội Nga đang tiến về phía bắc Novorodivka và chiến đấu ở khu vực trung tâm của Horodivka. Tại Donetsk, các đơn vị của họ đã thực sự kiểm soát được Ukraine. Ở Nam Donetsk, lực lượng Moscow đang chuẩn bị tiến vào mỏ Juno Donetsk số 3 tại phía tây Vodiane và đã củng cố trong khu công nghiệp và các khu nhà gỗ ở phía nam. Trong đêm ngày 10, rạng sáng ngày 11 tháng 9, AFU đã cố gắng kiểm soát một giàn khoan khí đốt ngoài khơi ở Biển Đen, nhưng đã chịu tổn thất và phải rút lui. Có tin cho rằng trong số 14 tàu cao tốc của Ukraine thì có tới 8 chiếc bị loại bỏ với khoảng 60 lính đặc nhiệm thiệt mạng, chỉ có 6 chiếc chạy thoát được. Về phía Ukraine, Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 11 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 93 cuộc đụng độ đã xảy ra trên mặt trận trong vòng 24 giờ qua, dữ dội nhất là ở hướng Kurakhovsky và Bobrov. Báo cáo có đoạn, kể từ đầu ngày đã có 93 cuộc đụng độ, 23 trong số đó đang diễn ra. Đối phương tiến hành 5 cuộc tấn công tên lửa và 49 cuộc không kích với 59 bom KAB, 625 cuộc tấn công bằng UAV và thực hiện 3.671 cuộc pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kubian, Liman, Severs, Torez, Kurakhovsky, Vremovsky và Orekhov. Tình hình theo hướng Dnipro không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào. Tại Bobrov, AFU đã đẩy lùi 30 cuộc tấn công và đột kích của đối phương. Các nhà phân tích từ kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GUR,
đã cập nhật bản đồ vào rạng sáng ngày 12 tháng 9, lưu ý rằng quân đội Nga đã kiểm soát Lesovka ở vùng Donetsk. Báo cáo viết, đối phương đã kiểm soát Lesovka và cũng tiến gần Lysovka, Kelechiivka, Nevenskoye vào Ukrainska và khu vực xung quanh. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, tối ngày 11 tháng 9, quân đội Nga đã phóng một số nhóm UAV tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Báo động không kích đã được phát ra ở Kiev và nhiều nơi khác. Bản đồ không kích ghi nhận vào lúc 21 giờ 45 phút theo giờ địa phương, một nhóm UAV được báo cáo ở biên giới của các vùng Kharkov và Sumy đang hướng về vùng Poltava. Tiếp đó, từ 22 giờ 17 phút đến 23 giờ 51 phút, UAV Nga xuất hiện ở Kremenchuk, Dnipro, Donetsk và Dnipropetrovsk. Vào lúc 22 giờ 24 phút, một tên lửa được báo cáo ở Chernihiv đang hướng về Kiev. Sau đó, thêm một tên lửa khác được ghi nhận ở vùng Chernihiv hướng về Nizhyn. Vào lúc 0 giờ 26 phút ngày 12 tháng 9, không quân Ukraine báo cáo về sự di chuyển của UAV Nga ở Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Nikolaev, Kherson, Kharkov, Cherkasy, Kiev, Chernihiv, Vinnytsia, Zhytomyr. Tới 5 giờ 35 phút, UAV vẫn liên tục xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine. Kết quả và hậu quả của cuộc tấn công đang được làm rõ. Ngày 11 tháng 9, tại sự kiện thường niên Krim Platform, tức diễn đàn cho Ukraine khởi xướng năm 2021 diễn ra ở Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu nội dung quan trọng của kế hoạch chiến thắng mà ông dự định sẽ đề xuất với người đồng cấp Mỹ Joe Biden trong tháng này. Theo đó, ông Zelensky cho biết kế hoạch chiến thắng sẽ hướng tới tăng cường vị thế của Kiev và gây ra những ảnh hưởng cả tâm lý và chính trị, buộc Nga phải chấm dứt chiến sự bằng biện pháp hòa bình. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, nếu các đồng minh ủng hộ kế hoạch chiến thắng của Kiev, việc Ukraine buộc Nga phải chấm dứt chiến sự sẽ dễ dàng hơn. Tổng thống Zelensky lần đầu tiên nhắc tới kế hoạch chiến thắng hồi tháng 8 vừa qua khi nói về ý định tới Mỹ tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9 này. Trong chuyến thăm Mỹ sắp tới, ông Zelensky mong muốn gặp ông Biden cũng như hai ứng cử viên tổng thống hàng đầu trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 là Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump để đề xuất kế hoạch hướng tới chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Ông Zelensky công bố những ý định này sau khi Ukraine mở cuộc tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga. Giới phân tích cho rằng Kiev muốn chuyển sự chú ý khỏi vùng chiến sự ở Donbas, miền đông Ukraine và nâng cao vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán. Kiev cũng cho biết đang chuẩn bị tổ chức hội nghị hòa bình thứ hai nhằm tìm kiếm hòa bình cho Ukraine và tuyên bố ủng hộ Nga cùng tham gia. Trong hội nghị đầu tiên được tổ chức hồi tháng 6 vừa qua ở Thụy Sĩ, Nga đã không được mời. Phía Nga nhiều lần nhắc lại tuyên bố không từ chối đàm phán, quy trách nhiệm cho Ukraine và các đồng minh phương Tây của Kiev đã phá hỏng quá trình đàm phán tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngay trong 2 tháng đầu sau khi Moscow tuyên bố chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không đàm phán nếu Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào dân thường và đe dọa các nhà máy điện hạt nhân. Ngày 11 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã ngăn chặn nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine AFU nhằm kiểm soát giàn khoan Krym 2 ở Biển Đen. Theo Bộ Quốc phòng Nga, để kiểm soát giàn khoan của Nga, Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đã cử một lực lượng tấn công đổ bộ gồm 14 tàu Wilas Seaforth của Mỹ cùng với các quân nhân thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt của Hải quân Ukraine. Trong trận chiến, hạm đội Nga và hạm đội Biển Đen BSF, lực lượng bảo vệ và phòng thủ giàn khoan đã đánh chìm 8 tàu hải quân và loại bỏ tới 80 người thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt của AFU. 6 tàu Ukraine còn lại đã rời đi và binh sĩ trên những tàu này thậm chí không cố gắng cứu đồng đội của mình bị thương ở dưới nước. Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng nỗ lực kiểm soát cơ sở Krym 2 được Ukraine tạo nên như một hoạt động truyền thông được lên kế hoạch vào thời điểm các đại diện cấp cao của Mỹ và các nước châu Âu đến Ukraine. Bộ này nhấn mạnh hoạt động này đã thất bại thảm hại và cướp đi sinh mạng của hàng chục binh sĩ Ukraine. Ngày 4 tháng 9, trực thăng hải quân Nga đã phá hủy 4 tàu không người lái của AFU ở Biển Đen. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga công bố video phá hủy các tàu không người lái của Ukraine ở phía tây bắc Biển Đen. Các phương tiện của hải quân Ukraine bị bắn trúng và phát nổ. Binh sĩ Ukraine đang cố gắng tấn công vào các vùng lãnh thổ của Nga trong bối cảnh một chiến dịch ở Donbas được công bố bắt đầu ngày 24 tháng 2 năm 2022. Quyết định này được đưa ra do tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn do pháo kích của Ukraine. Thỏa thuận cho phép khí đốt tự nhiên của Nga chảy vào châu Âu thông qua Ukraine sẽ kết thúc vào năm nay. Một chuyên gia năng lượng nói với Newsweek rằng điều này có thể gây ra thiệt hại lớn cho Moscow, nước vốn đang mất hàng tỷ đô la Mỹ doanh thu do các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên,
việc thỏa thuận trung chuyển khí đốt có thời hạn 5 năm được ký kết vào năm 2019 giữa công ty nhà nước Naftoga của Ukraine và công ty Gazprom của Nga chấm dứt cũng có thể khiến Kiev mất đi một nguồn doanh thu quan trọng và làm tăng thêm sự bất ổn cho nguồn cung năng lượng của châu Âu vào mùa đông năm nay. Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, châu Âu đã tìm ra các phương án nhằm cai khí đốt Nga, trong đó có việc chuyển nhà cung cấp sang Na Uy và tăng nhập khí tự nhiên hóa lỏng LNG từ Mỹ. Lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu từ Nga đã giảm hơn 90% và Moscow đã mất đi thị trường sinh lợi hàng đầu của mình. Tập đoàn Gazprom, bao gồm các doanh nghiệp dầu mỏ và điện, đã công bố khoản lỗ ròng năm 2023 là 7 tỷ đô la Mỹ, lần đầu tiên trong 1/4 thế kỷ. Năm ngoái, Nga đã vận chuyển 14,6 tỷ mét khối khí đốt qua Ukraine, giảm gần 2/3 so với mức 41,6 tỷ mét khối trung chuyển vào năm 2021. Từ trước đó, Ukraine đã tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ sang châu Âu. Theo một ước tính của Bloomberg, lượng khí đốt Nga chuyển qua Ukraine sang châu Âu mang lại cho Moscow 6,5 tỷ đô la Mỹ tính theo thời giá hiện tại. Giám đốc điều hành của MCF Energy Canada, Jim Hill nói với Newsweek rằng Ukraine cuối cùng cũng đã quyết định cắt đứt sự phụ thuộc vào Nga bằng cách khóa van. Gazprom sẽ mất gần 7 tỷ đô la Mỹ doanh thu từ động thái này. Ngoài khoản lỗ 7 tỷ đô la Mỹ của năm ngoái, một đòn giáng mạnh đối với Moscow. Ông nói, mặc dù đây là động thái táo bạo của Ukraine, nhưng nó cũng đặt ra thách thức đáng kể mà châu Âu phải giải quyết trước ngày hết hạn hợp đồng vào tháng 12. Ông đồng thời cảnh báo nguồn cung cấp khí đốt của châu Âu có thể gặp rủi ro. Theo Bloomberg, lượng khí đốt hiện tại chảy qua Ukraine chỉ cung cấp chưa đến 5% nguồn cung của châu Âu. Nhưng việc không có thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga cũng khiến Ukraine mất 800 triệu đô la Mỹ mỗi năm tiền phí trung gian. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine German Galuchenko cho biết Kiev đã tổ chức các cuộc đàm phán với Azerbaijan, quốc gia cung cấp khí đốt cho 8 nước châu Âu, nhưng cho đến nay vẫn chưa có đề xuất cụ thể nào được thảo luận. Các thỏa thuận với Kazakhstan và các nhà cung cấp năng lượng ở Trung Á khác cũng có thể khả thi, nhưng thời gian đang cạn dần trước khi kết thúc năm 2024. Chuyên gia Hin cho biết, hợp đồng trung chuyển 5 năm được ký kết vào năm 2019 trước cuộc chiến đã tạo ra một khoản lợi nhuận lớn cho Kiev và Moscow. Ông cho biết Ukraine và châu Âu phải có cách tiếp cận mạnh mẽ trước và sau khi hợp đồng hết hạn để đảm bảo an ninh và ổn định năng lượng. Khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, vai trò của vũ khí tác chiến điện tử lại càng thêm quan trọng. Khi xu hướng của tác chiến tương lai là máy bay không người lái UAV giá rẻ với số lượng lớn, việc sử dụng tên lửa phòng không đắt đỏ để đánh chặn ồ ạt không còn là chiến lược hiệu quả. Chuyên gia cấp cao tại Viện Rossi Anh, ông Jack Qualling nhận định, Nga đã trang bị cho UAV cảm tử của nước này các bộ phận của điện thoại để tăng khả năng nhằm mục tiêu. Theo ông Watling, Nga đã đặt các thẻ SIM của nhà mạng Ukraine lên UAV Shahed-136, đồng thời lắp thêm anten ở phần cánh thiết bị. Ông cho biết, những thứ này được sử dụng theo hai cách. Đầu tiên, UAV sử dụng mạng di động để hỗ trợ điều hướng. Thứ hai, Nga gửi dữ liệu thu thập từ xa trên UAV trở lại thông qua mạng điện thoại di động để giúp Moscow lập kế hoạch cho các cuộc tấn công tiếp theo. Shahed là UAV cảm tử mà Ukraine và phương Tây nghi ngờ Nga nhập từ Iran để tấn công các mục tiêu của Kiev. Iran thừa nhận có bán số lượng nhỏ UAV cho Nga trước khi xung đột bùng phát ở Ukraine, nhưng đã dừng cấp thêm hàng, trong khi Moscow tuyên bố chỉ sử dụng UAV nội địa trong cuộc xung đột với Ukraine. Dòng UAV Gerdan có giá rẻ so với các vũ khí khác của Nga như tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình và có thể tấn công kiểu bầy đàn để áp đảo phòng không Ukraine. Tuy nhiên, việc Nga sử dụng thẻ SIM của nhà mạng Ukraine cũng có những điểm yếu nhất định. Theo ông Wasling, việc một thiết bị mang sóng di động bay với vận tốc 350 km/h chắc chắn sẽ gây ra đáng ngờ với các nhà cung cấp dịch vụ mạng điện thoại. Vì vậy, UAV có thể bị theo dõi và thẻ SIM có thể bị vô hiệu hóa, chuyên gia nhận định. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được nếu nhà cung cấp mạng điện thoại di động có mối quan hệ hợp tác hiệu quả với các tổ chức an ninh. Điện thoại di động và công nghệ liên quan đã đóng vai trò trong hoạt động tác chiến ở cả hai bên trong xung đột, với Nga và Ukraine sử dụng tín hiệu của đối thủ để hỗ trợ cho việc nhắm mục tiêu và tấn công. Ví dụ, dữ liệu di động có thể được sử dụng để xác định vị trí của các nhóm quân quy mô lớn để tấn công. Nhiều quốc gia đã bày tỏ lo ngại về việc binh sĩ dùng điện thoại di động trong tác chiến.
và đã quyết tâm kiểm soát vấn đề này, ví dụ như Nga. Hồi tháng 7 vừa qua, Hạ viện Nga đã đề xuất trừng phạt các binh sĩ Nga bị bắt quả tang sử dụng điện thoại thông minh khi chiến đấu ở Ukraine. Trong bối cảnh có mối lo ngại ngày càng gia tăng rằng các thiết bị điện tử có thể tiết lộ vị trí của quân đội trên chiến trường. Năm ngoái, Ukraine từng thực hiện vụ tấn công nhằm vào nơi tập trung quân đội Nga ở Mariupol. Phía Nga khi đó thừa nhận nguyên nhân chính dẫn tới vụ việc là do Moscow bị lộ vị trí vì binh sĩ sử dụng điện thoại di động. Tuy nhiên, ông Washington lập luận rằng quân đội không nên chỉ xem điện thoại là mối đe dọa. Ông nhấn mạnh, binh lính nên lập kế hoạch tận dụng lợi thế của các mạng điện thoại và được thông báo đầy đủ về các rủi ro liên quan và các biện pháp giảm thiểu kèm theo. Được sử dụng đúng cách, mạng điện thoại di động có thể giúp quân đội ẩn mình, gửi dữ liệu quan trọng và giải quyết xung đột với chính quyền dân sự. Ngày 11 tháng 9, chính phủ Anh đã công bố lệnh cấm vận đối với đội tàu bóng ma của Nga mà Moscow sử dụng để xuất khẩu dầu. Theo hãng AFP, các chuyên gia nói rằng cái gọi là đội tàu ma gồm các tàu chở dầu có quyền sở hữu không rõ ràng hoặc không có bảo hiểm phù hợp, cho phép Moscow tiếp tục xuất khẩu bất chấp nhiều lệnh cấm vận. Đây là lần thứ ba Anh có động thái với các tàu dầu mà London cho là nguồn thu quan trọng nhằm tài trợ cho hoạt động của Nga tại Ukraine. Có 10 tàu bị cấm vận trong lần này, nâng tổng số con tàu bị cấm vận lên 25 chiếc. Theo đó, các con tàu trên sẽ bị cấm cập cảng ở Anh và không được đăng ký ở nước này. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Anh David Lammy cho biết, các lệnh cấm vận này làm suy yếu thêm khả năng buôn bán dầu mỏ của Nga thông qua đội tàu bóng ma của họ. Moscow không lập tức phản hồi thông tin này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh David Lammy mới đây đã thăm Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga. Họ thảo luận về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công Nga, và mặc dù không có đột phá nhưng vẫn có nhiều triển vọng. Bên cạnh đó, trong chuyến thăm Kiev hôm 11 tháng 9, Ngoại trưởng Anh đã công bố gói viện trợ trị giá 600 triệu bảng Anh, tương đương 782 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, nhằm giúp nước này chống lại cuộc tấn công từ Nga. Ông Lammy cho biết, sự hỗ trợ của Vương quốc Anh dành cho Ukraine là không thay đổi. Gói viện trợ hơn 600 triệu bảng Anh mới nhất mà chúng tôi dành cho Ukraine sẽ giúp nâng cao năng lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công từ Nga. Bên cạnh đó, The Guardian đưa tin, Anh đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Theo tờ báo, quyết định sử dụng Storm Shadow được cho là đã được đưa ra một cách kín đáo và rất có thể sẽ không được công bố. Một trong những nguồn tin lưu ý với The Guardian rằng, nếu không có quyết định như vậy thì chuyến thăm chung của ông Lammy và ông Blinken tới Kiev sẽ không diễn ra. Tờ báo cho biết, các nguồn tin từ chính phủ Anh thông báo rằng quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công các mục tiêu ở Nga đã được thông qua. Theo The Guardian, phía Anh rõ ràng coi tuyên bố công khai về việc sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công Nga là khiêu khích quá mức. Bài báo cho biết rất có khả năng Ukraine sẽ có thể sử dụng Storm Shadow với một số hạn chế nhất định để tránh các cuộc tấn công liều lĩnh hoặc không cần thiết. Ngoài ra cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healey đã ra tuyên bố khẳng định hàng trăm tên lửa phòng không bổ sung, hàng chục nghìn quả đạn pháo và nhiều xe bọc thép sẽ được chuyển đến Ukraine vào cuối năm này. Ông cũng xác nhận rằng tên lửa phòng không thiết bị cho máy bay chiến đấu F-16, pháo tự hành AS-90 đã được chuyển sang cho Ukraine. Theo cam kết của chính phủ về việc tăng cường và đẩy nhanh tiến độ cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken hứa sẽ truyền tải tới Tổng thống Mỹ Joe Biden những gì ông nghe được từ chính quyền Ukraine về việc cho phép tấn công bằng vũ khí tầm xa nhằm vào các mục tiêu của Nga. Tại cuộc họp báo ở Kiev, ông Blinken cho biết vấn đề sử dụng vũ khí tầm xa cho Ukraine đã được nêu ra. Ông nhấn mạnh Nga đang gia tăng các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự bên trong Ukraine, vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân nhân bảo vệ đất nước họ. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói thêm, và chúng tôi thấy rằng hiện nay Iran đã bàn giao tên lửa đạn đạo cho Nga. Điều này sẽ làm gia tăng sự gây hấn chống lại Ukraine. Vì vậy, nếu ai leo thang thì có vẻ như đó là Nga. Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các đồng minh của Kiev cho phép Ukraine sử dụng tên lửa phương Tây, bao gồm cả ATAK của Mỹ và Storm Shadow của Anh, để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhằm hạn chế khả năng của Moscow.
Trong một bình luận đăng trên kênh Telegram của mình, ông Zelensky viết, tất cả các vấn đề quan trọng đã được thảo luận. Điều quan trọng là tất cả các lập luận của Ukraine đã được lắng nghe. Và điều đó liên quan đến vũ khí tầm xa, cung cấp cho các lữ đoàn tiền tuyến của chúng tôi và chiến lược tổng thể để tiến tới một hòa bình công bằng. Tuy nhiên, Mỹ và một số nước châu Âu cho rằng, việc gỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công tầm xa có thể khiêu khích Nga dẫn đến xung đột trực tiếp với phương Tây. Đồng thời thừa nhận rằng Ukraine cần thêm sự hỗ trợ nếu muốn thay đổi cục diện xung đột theo hướng có lợi của mình. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho biết, Moscow sẽ coi Mỹ và các đồng minh là các bên tham gia vào cuộc chiến nếu họ cho phép Kyiv sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden gợi ý rằng có khoảng trống để thỏa hiệp, nói rằng chính quyền của ông đang giải quyết vấn đề đó, khi được hỏi liệu Mỹ có gỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa hay không. Cảnh báo không kích đã vang lên hai lần trong chuyến thăm của ông Blinken và ông Lamy đến Kyiv trước và sau cuộc họp báo. Một buổi lễ đặt vòng hoa mà họ dự kiến tham dự đã bị hủy bỏ. Cả hai cảnh báo đều có vẻ liên quan đến các mối đe dọa tên lửa đạn đạo, nhưng không rõ tên lửa nào đã được nhắm mục tiêu hoặc những gì đã xảy ra với các tên lửa đó. Trong một diễn biến liên quan cũng trong chuyến thăm Kyiv ngày 11 tháng 9, Thủ tướng Croatia Andrei Plenkovic đã công bố gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Đây là gói viện trợ thứ 11 mà nước này gửi cho Kyiv kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cả phía Ukraine và Croatia đều chưa tiết lộ nội dung của gói hỗ trợ này. Ngày 11 tháng 9, Điện Kremlin tuyên bố thực sự không thích cách mà tên của Tổng thống Vladimir Putin được nhắc đến trong cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ. Trong tuyên bố, Điện Kremlin đồng thời kêu gọi ứng cử viên Đảng Dân Chủ Mỹ Kamala Harris và đối thủ Donald Trump ngừng lôi kéo nhà lãnh đạo Nga vào cuộc chiến chính trị của họ. Trong bài phát biểu trước các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng dù Moscow không trực tiếp theo dõi cuộc tranh luận giữa hai ứng viên này, nhưng đã theo dõi các bản tin về cuộc tranh luận đó. Ông Peskov nói, tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng cả hai ứng viên đều nhắc đến Tổng thống của chúng tôi, nhắc đến đất nước của chúng tôi. Tất nhiên, lập trường ở đây khá rõ ràng. Mỹ, nói chung, bất kể các ứng viên thuộc đảng nào, đều duy trì thái độ tiêu cực, thái độ không thân thiện đối với đất nước chúng tôi. Người phát ngôn Điện Kremlin tiếp tục nêu rõ rằng, tên của Tổng thống Putin được sử dụng như một trong những công cụ trong cuộc đấu tranh chính trị trong nước ở Mỹ. Chúng tôi thực sự không thích điều đó. Trước đó, ngày 10 tháng 9, trong cuộc tranh luận, hai ứng viên là ông Trump và bà Harris đã có những màn tranh cãi gay gắt về nhiều vấn đề, trong đó có nhắc đến Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc chiến ở Ukraine. Bà Harris nói rằng nếu ông Trump tiếp tục làm Tổng thống, Nga có thể đã đưa quân tới Kyiv. Trong khi đó, ông Trump nói rằng lợi ích tốt nhất của Mỹ là kết thúc cuộc chiến này và cứ thế mà làm, mà không nói liệu ông có muốn Ukraine giành chiến thắng hay không. Cựu Tổng thống Trump lặp lại lời khẳng định, nếu đắc cử, ông sẽ giải quyết xung đột trước khi nhậm chức. Ông Trump không nói mình sẽ làm được điều đó bằng cách nào. Ông cũng chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã không điện đàm với người đồng cấp Putin trong 2 năm qua. Trả lời một câu hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Peskov cho biết một cuộc điện đàm sẽ không thể giúp chấm dứt được xung đột. Ông cho biết điều cần thiết là Mỹ phải từ bỏ chính sách sử dụng Ukraine như vật liệu dùng một lần trong nỗ lực đàm phán mọi thứ liên quan đến Nga. Liên quan đến màn tranh luận trực tiếp lần đầu tiên giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris, một cuộc khảo sát sau cuộc tranh luận do hãng SSAS Research thực hiện cho thấy 82% trong số 605 người theo dõi cuộc tranh luận không thay đổi quyết định bỏ phiếu của họ. 14% cho biết cuộc tranh luận khiến họ cân nhắc lại nhưng không thay đổi quyết định. 4% khác cho biết sở thích bỏ phiếu của họ đã thay đổi sau cuộc tranh luận. Cuộc thăm dò cho thấy sự thay đổi trong sở thích là lớn nhất trong số những người ủng hộ ông Trump. Một cuộc khảo sát của tạp chí Forbes được thực hiện vào cuối tháng 8 vừa qua cho thấy bà Harris dẫn trước với tỷ lệ sít sao là 48% so với 47% của ông Trump. Cuộc thăm dò của CNN công bố cùng ngày cho thấy hơn một nửa số cử tri đã đăng ký tại Mỹ cho biết ứng cử viên Đảng Dân Chủ Harris đã vượt trội hơn đối thủ Đảng Cộng Hòa Trump trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của họ. 63% trong số 605 người theo dõi cuộc tranh luận được hỏi cho biết bà Harris đã có màn trình diễn tốt hơn trên sân khấu ở Philadelphia so với 37% cho rằng ông Trump đã làm tốt hơn. Trước cuộc tranh luận, các cử tri chia đều quan điểm 50-50 cho hai ứng cử viên. Phía ông Trump cho biết đây là cuộc tranh luận tốt nhất từ trước tới nay của cựu Tổng thống. Ông đồng thời bày tỏ rằng những người điều phối cuộc tranh luận đang hỗ trợ bà Harris. Khi được yêu cầu bình luận về màn đối đầu giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cho rằng
đây là cuộc tranh luận thiếu thực chất và phần lớn không liên quan đến tình hình đất nước Mỹ đang tiến nhanh tới thảm họa. Bà cho biết phía Nga không coi màn tranh luận là một sự kiện gây chú ý. Bà Zakharova khẳng định rằng nước Mỹ đang tiến gần đến một thảm họa toàn cầu và phần còn lại của thế giới đang chuẩn bị cho điều đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã ví von cuộc tranh luận là một cuộc đấu vật trên con tàu Titanic vào 15 phút trước khi băng tới. Bà nói, bạn nghĩ ai thắng? Tại sao điều đó lại quan trọng? Tảng băng trôi còn cách 15 phút. Theo nhà ngoại giao Nga, khán giả quốc tế chú ý đến những gì xảy ra ở cuộc đối đầu này vì họ muốn biết quốc gia nào sẽ bị trừng phạt và mức phạt bao nhiêu trong nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của Mỹ. Trong khi bà Harris không có ý định thay đổi chính sách ngoại giao được duy trì từ thời Tổng thống Biden, thì ông Trump cho rằng ông sẽ chấm dứt cuộc xung đột Ukraine ngay lập tức và sẽ giảm tới mức tối đa khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia khác. Cho đến nay, truyền thông Mỹ vẫn tin rằng không ứng cử viên nào có lợi thế quyết định so với ứng cử viên kia trong cuộc tranh luận, và đây có thể là cuộc tranh luận duy nhất giữa ông Trump và bà Harris trước cuộc bầu cử tháng 11 tới. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang tạo ra nhiều thay đổi quan trọng với tác động lớn đến toàn cầu, đặc biệt là châu Âu. Bất kể kết quả bầu cử ra sao, lợi ích của châu Âu được cho là cũng sẽ có những bất đồng với Washington. Theo đó, khi trả lời tờ Politico châu Âu gần đây, hiệu trưởng của Trường Quản lý và Công nghệ châu Âu tại Berlin, Đức, ông Jacques Rochon cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa đang diễn ra với nhiều thay đổi quan trọng và kết quả sẽ có tác động toàn cầu, đặc biệt là đối với EU. Tuy nhiên, bất kể kết quả là gì, lợi ích của EU không hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Washington và đã đến lúc EU cần nhận ra để phản ứng phù hợp trước những thay đổi chiến lược từ Mỹ. Dù ai thắng cử, chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Chính sách này đã bắt đầu từ thời cựu Tổng thống Obama và tiếp tục dưới thời ông Donald Trump và ông Joe Biden. Ngoài vấn đề chiến lược, Mỹ cũng đang dịch chuyển sang các chính sách kinh tế mang tính bảo hộ như đạo luật giảm lạm phát IRA và duy trì thuế quan đối với thép và nhôm từ thời chính quyền của ông Trump. Điều này đã gây ra căng thẳng kinh tế với châu Âu, đặc biệt khi chính quyền của ông Biden không mở rộng các khoản ưu đãi với xe điện cho các nhà sản xuất châu Âu. Nếu ứng cử viên Tổng thống Kamala Harris đắc cử, chính sách kinh tế của bà nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo hướng này, dẫn đến cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt giữa hai bờ Đại Tây Dương. Thay vì hy vọng vào một kết quả bầu cử có lợi, EU cần xác định và hành động theo những mục tiêu chiến lược riêng để duy trì tự chủ và bảo vệ lợi ích dài hạn. Các biện pháp quan trọng mà châu Âu cần triển khai bao gồm: đầu tiên là cần tăng chi tiêu quốc phòng và hợp tác nội khối. Theo đó, EU cần tăng cường chi tiêu cho an ninh và quốc phòng để củng cố năng lực tự vệ. Việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia châu Âu có nền công nghiệp quốc phòng mạnh sẽ giúp EU xây dựng một hệ thống quốc phòng tự chủ hơn, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới trong khu vực dân sự. Biện pháp thứ hai là cần phát triển thị trường vốn và củng cố đồng euro. EU cần xây dựng các thị trường vốn mạnh hơn và củng cố vị thế của đồng euro như một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu. Việc này sẽ giúp cải thiện khả năng tài trợ cho các dự án đổi mới và tăng trưởng ở châu Âu, đồng thời tăng cường tính tự chủ và độc lập chiến lược của khu vực. Cuối cùng là EU cần tích cực thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với các khu vực khác để giảm phụ thuộc vào Mỹ. Sự thất bại của Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương TTIP là một bài học quý giá. EU cần tránh lặp lại sai lầm này với các khu vực Mỹ Latin và châu Phi, đặc biệt là với thỏa thuận Mercosur. Dù vậy, Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh thông qua NATO. Nhưng có thể nói, đã đến lúc EU ngừng đặt hy vọng vào kết quả cuộc bầu cử ở Mỹ và bắt đầu hành động quyết liệt để xây dựng sức mạnh chiến lược và kinh tế độc lập. Điều đó không chỉ giúp châu Âu duy trì được sự tự chủ mà còn đảm bảo rằng EU có thể đối mặt với những thách thức quốc tế một cách tự tin và kiên định. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra sôi động, mới đây, nữ ca sĩ nổi tiếng và có ảnh hưởng tại Mỹ Taylor Swift đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuyên bố trên của Taylor chấm dứt suy đoán về việc liệu nữ ca sĩ có chia sẻ quan điểm chính trị của mình trước cuộc bầu cử vào tháng 11 hay không. Ngay sau khi kết thúc cuộc tranh luận giữa bà Harris và ông Trump tối mùng 10 tháng 9 theo giờ Mỹ, nữ ca sĩ đã viết trên tài khoản Instagram của mình rằng: "Giống nhiều người trong số các bạn, tôi đã xem cuộc tranh luận tối ngày mùng 10 tháng 9. Nếu bạn chưa xem thì bây giờ là thời điểm tuyệt vời để nghiên cứu các vấn đề đang được thảo luận và lập trường của các ứng viên về các chủ đề mà bạn quan tâm nhất." Taylor cũng nói đến công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và nhắc lại về việc đội ngũ của ông Trump đăng ảnh giả về mình đã qua chỉnh sửa bởi AI cùng với tuyên bố sai sự thật rằng cô ủng hộ ứng viên Đảng Cộng Hòa. Taylor nói, điều đó khiến tôi thêm lo ngại về AI và vấn nạn tin giả. Cách đơn giản nhất để chống lại tin giả là nói thật. Vì vậy tôi quyết định cần nói rõ ý định của mình với tư cách một cử tri tham gia cuộc bầu cử năm nay. Nữ ca sĩ khẳng định thêm,
tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris và ông Tim Gore trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Taylor Swift giải thích cô ủng hộ bà Harris vì nữ chính trị gia này đã chiến đấu vì lẽ phải và nước Mỹ cần một chiến binh như vậy. Cô nói, tôi bỏ phiếu cho bà Harris vì bà đấu tranh cho quyền lợi và những mục đích mà tôi tin rằng cần có một chiến binh để bảo vệ chúng. Tôi nghĩ bà là một nhà lãnh đạo tài năng, vững vàng và tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa ở đất nước này nếu được dẫn dắt bởi sự bình tĩnh chứ không phải hỗn loạn. Tối 10 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đã bước vào cuộc tranh luận với sự tương phản rõ ràng về cả phong cách, chính sách và tầm nhìn. Giới chuyên gia đánh giá, Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ đã buộc ứng viên Đảng Cộng Hòa phải thu mình về thế thủ trong cuộc đối đầu với hàng loạt đòn công kích về vấn đề phá thai, năng lực đảm nhiệm chức vụ và rắc rối pháp lý ông Trump đang vướng phải. Phó giáo sư ngành quản lý chính phủ tại Đại học Northeastern, bà Martha Johnson nói, bà Harris rõ ràng đang cố gắng thể hiện quyền lực, thái độ nghiêm túc và trưởng thành. Tôi nghĩ bà ấy đã làm điều đó khá tốt. Bà Johnson nói thêm, màn hình chia đôi và góc máy quay có lợi cho bà Harris. Bà ấy là một phụ nữ thấp bé, còn ông Trump thì khá cao. Thường thì trong chính trị, chiều cao rất quan trọng. Với màn hình như vậy, họ có vẻ cùng chiều cao và kích thước, qua đó làm tăng thêm sự nghiêm nghị cho bà ấy. Vấn đề tuổi tác giữa Phó Tổng thống 59 tuổi và cựu Tổng thống 78 tuổi cũng được thể hiện rõ trên màn hình chia đôi. Ông Trump từng có lợi thế trước ông Biden về khía cạnh này, nhưng giờ đây ông ở thế yếu. Nhà báo Dana Bass của kênh truyền hình CNN bình luận, ông Trump hôm nay trông thật giả. Ứng viên Harris bắt đầu cuộc tranh luận bằng cách chỉ trích thuế bán hàng của ông Trump đối với tầng lớp trung lưu. Bà ám chỉ kế hoạch tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu mà cựu Tổng thống theo đuổi, cho rằng nó sẽ khiến giá sản phẩm tăng, tạo gánh nặng cho các hộ gia đình. Vấn đề phá thai đã thúc đẩy một cuộc trao đổi kéo dài giữa hai ứng viên. Đỉnh điểm của màn đấu khẩu là khi người điều phối Lindsay Davis phải vào cuộc để bác bỏ tuyên bố sai từ ông Trump rằng một số bang cho phép bỏ trẻ sơ sinh ngay sau khi chào đời. Giới chuyên gia nhận định, ông Trump đã bình tĩnh trong những phút đầu tranh luận, nhưng nhanh chóng trở nên kích động trước loạt đòn công kích từ đối thủ. Bà Harris, người từng là công tố viên và tổng trưởng lý, đã nhắc đến những chủ đề nhạy cảm với ông, khiến ông Trump phải tung ra một loạt lời đáp trả mơ hồ và gây tranh cãi. Ông Trump sau đó cố gắng xoay chuyển chủ đề sang một tuyên bố chưa được kiểm chứng rằng những người nhập cư Haiti ở Springfield, Ohio ăn thịt thú cưng của cư dân. Bà Harris đã bật cười và lắc đầu khi nghe ông Trump nhắc đến vấn đề này, phản bác lại rằng kiểu phát ngôn này của ông Trump là lý do nhiều người thuộc Đảng Cộng Hòa chuyển sang ủng hộ bà. Phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Northeastern, ông Nick Beltram nói, chiến lược tranh luận của bà Harris có hai điểm chính. Đầu tiên là thể hiện rõ sự khác biệt với ông Trump và sau đó là chọc giận ông ấy nhằm khiến cựu Tổng thống tung ra những lời chỉ trích không mấy hấp dẫn. Một số đảng viên Cộng Hòa phải thừa nhận cựu Tổng thống đã gặp khó khăn. Cựu tránh văn phòng cho Phó Tổng thống Mike Pence, ông Mark Short nhận xét, ông Trump đã bỏ lỡ cơ hội tập trung công kích bộ đôi Biden-Harris về kinh tế và biên giới. Thay vào đó mắc bẫy và đi sâu vào việc phủ nhận kết quả bầu cử hay việc người nhập cư đang làm hại đến thú cưng của chúng ta. Chuyên mục dự đoán bầu cử tổng thống trên trang Predict IT cho thấy khả năng chiến thắng của ông Trump đã giảm từ 52% xuống còn 47% sau cuộc tranh luận. Tỷ lệ này của bà Harris trong khi đó tăng từ 53% lên 55%. Mới đây, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania Trump đã yêu cầu có câu trả lời để vạch trần sự thật đằng sau vụ chồng bà là ông Donald Trump bị ám sát hụt gần 2 tháng trước. Trước đó, cựu Tổng thống Trump đã thoát nạn trong gang tấc khi đối tượng Thomas Matthew Cooks, 20 tuổi, bắn nhiều phát đạn khi ông đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7. Theo hãng tin RT, chia sẻ trên mạng xã hội X, bà Melania cho biết vụ việc là một trải nghiệm kinh hoàng và đau buồn đối với gia đình. Bà Melania nói, bây giờ sự im lặng bao trùm xung quanh nó thật nặng nề. Tôi không khỏi tự hỏi tại sao các quan chức thực thi pháp luật không bắt giữ kẻ nổ súng trước bài phát biểu. Chắc chắn còn nhiều điều hơn thế nữa trong câu chuyện này và chúng ta cần phải tìm ra sự thật. Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc, bà Melania Trump đã lên án vụ tấn công nhằm vào chồng bà, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết. Ngày 14 tháng 7, lần đầu lên tiếng về vụ cựu Tổng thống Trump bị ám sát hụt, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ nói, khi tôi chứng kiến viên đạn hung bạo đó tấn công chồng tôi nhận ra cuộc đời tôi và con trai Baron đang trên bờ vực của một sự thay đổi tàn khốc. Tôi biết ơn các nhân viên mật vụ dũng cảm và các quan chức thực thi pháp luật đã liều mạng để bảo vệ ông ấy. Bà Melania khi đó cũng kêu gọi người dân Mỹ tập trung vào những điều được cho là quan trọng hơn như tình yêu, lòng trắc ẩn, lòng tốt và sự đồng cảm hơn là sự cạnh tranh chính trị. Bà Melania nói, chúng ta hãy đoàn kết, hãy vượt lên trên sự căm ghét, cay độc
và những ý tưởng đơn giản có thể châm ngòi cho bạo lực. Tất cả chúng ta đều mong muốn một thế giới nơi sự tôn trọng được đặt lên hàng đầu, gia đình là trên hết và tình yêu là trên hết. Chúng ta có thể nhận ra thế giới này một lần nữa, chúng ta phải nhấn mạnh rằng sự tôn trọng là nền tảng cho các mối quan hệ. Hạ viện Mỹ đã nhất trí bỏ phiếu thành lập một lực lượng chuyên trách lưỡng đảng để điều tra vụ ám sát nhằm vào ông Trump. Nhóm này gồm 7 thành viên Đảng Cộng Hòa và 6 thành viên Đảng Dân Chủ với mục đích tìm ra các lỗ hổng an ninh tiềm ẩn ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương trong quá trình thực thi pháp luật trước khi vụ ám sát hụt ông Trump xảy ra. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 8 vừa qua, ông Trump đã cáo buộc Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ việc. Ông Trump nói, tôi nghĩ ở một mức độ nào đó, đó là lỗi của ông Biden và bà Harris. Theo cựu Tổng thống Mỹ, ông Biden và bà Harris đã gây khó khăn rất lớn trong việc bố trí nhân sự phù hợp cho cơ quan mật vụ và không quá quan tâm đến sức khỏe cũng như sự an toàn của ông và có những lời lẽ thúc đẩy kẻ nổ súng. Ngày 11 tháng 9, các nhà đàm phán của Hamas đã gặp gỡ những bên khác tại Doha, Qatar để thảo luận về những diễn biến mới nhất tại dải Gaza. Theo AFP, đại diện Hamas là ông Khalil Al-Hayza, trong khi hai người khác tham gia cuộc họp là Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani và lãnh đạo tình báo Ai Cập Abbas Kamel. Hamas sau đó đã ra tuyên bố nhấn mạnh sẵn sàng thi hành ngay lập tức thỏa thuận ngừng bắn dựa trên tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trước đó, ông Biden đã đưa ra khuôn khổ thỏa thuận vào tháng 5 năm nay và tháng 8 vừa qua tiếp tục có đề xuất nhằm khỏa lấp những yêu cầu của các bên. Đề xuất của lãnh đạo Mỹ được chia làm 3 giai đoạn ngừng bắn, đổi lại là các bên thả con tin và tù nhân. Đề xuất là cơ sở cho các bên đàm phán, nhưng đến nay chưa giúp đưa ra thỏa thuận sau cùng để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 11 tháng. Sức ép càng gia tăng sau khi 6 con tin được tìm thấy thiệt mạng trong một đường hầm ở Gaza vào đầu tháng này. Tuy nhiên, trước những lời kêu gọi thỏa hiệp, cả Israel và Hamas vẫn cương quyết giữ nguyên lập trường đàm phán. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhấn mạnh việc kiểm soát biên giới dải Gaza với Ai Cập, còn gọi là hành lang Philadelphia, cho rằng việc đó là cần thiết để ngăn Hamas nhận vũ khí từ bên kia biên giới. Ai Cập và Qatar đã bác bỏ cáo buộc cho rằng khu vực biên giới được sử dụng để cấp vũ khí cho Hamas, chỉ trích ông Netanyahu cố tình đánh lạc hướng dư luận Israel và cản trở thỏa thuận. Trong tuyên bố ngày 11 tháng 9, Hamas yêu cầu Israel rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ Gaza. Hamas nhấn mạnh không đưa ra yêu cầu nào khác và cũng phản đối các bên khác làm như vậy. Trong diễn biến liên quan đến xung đột Israel-Hamas cùng ngày 11 tháng 9, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine ở cận đông của Liên Hợp Quốc UNRWA khẳng định Israel đã tiến hành hai cuộc không kích vào một trường học ở khu vực trung tâm dải Gaza ngày 11 tháng 9. Hai cuộc tấn công làm thiệt mạng 6 nhân viên UNRWA trở thành vụ việc gây thiệt hại nhân mạng lớn nhất cho tổ chức này. Trên mạng xã hội X, UNRWA chia sẻ, trong số người thiệt mạng có quản lý cơ sở trú ẩn UNRWA và các thành viên đội ngũ hỗ trợ người mất nhà cửa. Ngôi trường này đã bị tấn công 5 lần từ khi cuộc xung đột này bắt đầu hồi tháng 10 năm 2023. Nó là nhà của khoảng 12.000 người bị di dời. Trước đó vài giờ, quân đội Israel cho biết đã tiến hành không kích vào một điểm nghi là trung tâm chỉ huy của Hamas tại trại tị nạn Nusayrat ở trung tâm Gaza. Hiện chưa có thông tin xác thực mục tiêu này có phải ngôi trường UNRWA đề cập hay không. Trong khi đó, cơ quan tuyên truyền của chính quyền Hamas tại Gaza khẳng định cuộc không kích do Tel Aviv thực hiện làm thiệt mạng ít nhất 18 người, bao gồm các thành viên UNRWA. Mới đây, phái đoàn Palestine đã có được một ghế tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, một quyền lợi mới của Palestine cho dù không phải là thành viên chính thức của cơ quan này. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã cấp cho phái đoàn Palestine một số quyền mới, trong một nghị quyết như có thể đệ trình các đề xuất và sửa đổi. Tuy nhiên, phái đoàn Palestine vẫn không có quyền tham gia bỏ phiếu hoặc trở thành thành viên trong các cơ quan Liên Hợp Quốc. Bắt đầu từ phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 79 vào ngày 10 tháng 9, đặc phái viên Palestine tại Liên Hợp Quốc Ziad Mansour đã hiện diện tại một bàn có biển tên Nhà nước Palestine. Nhà ngoại giao này ngồi giữa vị trí của hai đại diện phái đoàn Sri Lanka và Sudan. Bình luận về sự kiện trên, đại sứ Ai Cập Osama Mahmoud Abdel Khaled Mahmoud nhấn mạnh, đây không chỉ là vấn đề thủ tục, đây là khoảnh khắc lịch sử đối với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Ngay khi nghị quyết được thông qua, Israel đã lên án động thái này. Phó đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Jonathan Miller cho biết, bất kỳ quyết định và hành động nào nhằm cải thiện tình trạng của người Palestine, dù là tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hay song phương, hiện đều là phần thưởng cho chủ nghĩa khủng bố nói chung và nhóm Hamas nói riêng. Trong bối cảnh xung đột ở dải Gaza vào tháng 4 năm nay, Palestine đã tái khởi động nỗ lực xin gia nhập Liên Hợp Quốc. Trong phiên họp hồi tháng 5 vừa qua, đa số thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đồng ý rằng Palestine xứng đáng được hưởng tư cách thành viên chính thức, song Mỹ đã phủ quyết. Theo quy định tại Điều 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, việc kết nạp một thành viên mới phải được Hội đồng Bảo an thông qua trước khi đệ trình Đại hội đồng quyết định. Ngày 12 tháng 9, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra bờ biển phía đông. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo được bắn từ Triều Tiên đã rơi xuống. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản thông tin thêm, hiện vẫn chưa có báo cáo thiệt hại do tên lửa gây ra. Lần bắn tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên là vào ngày 1 tháng 7, khi nước này tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật mới, có khả năng mang đầu đạn siêu lớn nặng 4,5 tấn. Ngày 26 tháng 6, quân đội Hàn Quốc cũng cho rằng Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông nước này. Vụ việc diễn ra vài giờ sau khi Hàn Quốc nói Triều Tiên tiếp tục thả khinh khí cầu mang xác qua biên giới ngày thứ hai liên tiếp. Cùng thời điểm, Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa mang nhiều đầu đạn. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng thứ có vẻ là một tên lửa siêu thanh ngoài khơi bờ biển phía đông nhưng phát nổ giữa không trung. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản lên án vụ phóng là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là một mối đe dọa nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chống lại hành động khiêu khích tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh tuần trước giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng căng thẳng. Mối quan hệ giữa hai nước phần nào tan băng trong năm 2017 và 2018, nhưng tình hình xấu đi trong những năm tiếp theo. Triều Tiên tăng cường thử nghiệm vũ khí, các cuộc đàm phán ngoại giao không có kết quả đáng kể. Trong khi đó, cả hai quốc gia xích lại gần hơn với các đối tác Triều Tiên. Gần đây ký kết một thỏa thuận quốc phòng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản và Mỹ. Trong nhiều thập kỷ qua, Anh đã khai thác dầu khí từ các mỏ ngoài khơi bờ biển Scotland, đặc biệt là tại Biển Bắc, nơi từng là nguồn thu nhập chính cho quốc gia. Tuy nhiên, với việc Đảng Lao động lên nắm quyền, chính phủ mới đã ngay lập tức báo hiệu một sự thay đổi lớn, chuyển từ sự phụ thuộc vào nguồn dự trữ đang cạn kiệt sang một tương lai với công nghệ sạch và năng lượng tái tạo. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ed Miliband đã tuyên bố ngừng cấp giấy phép mới cho các hoạt động khoan dầu và khí đốt ngoài khơi bờ biển Scotland, thay vào đó là các chính sách nhằm phát triển năng lượng xanh. Bộ Tài chính Anh cũng chuẩn bị tăng thuế đối với các công ty dầu khí, dùng nguồn thu này để đầu tư vào các trang trại năng lượng mặt trời và tua bin gió. Trong một động thái mang tính bước ngoặt, chính phủ Anh đã từ bỏ việc bảo vệ một thách thức pháp lý liên quan đến dự án khai thác dầu ở Biển Bắc, khiến tương lai của dự án này trở nên bấp bênh. Mặc dù vẫn còn tới 4 tỷ thùng dầu nằm dưới Biển Bắc và Bộ trưởng Miliband đã thừa nhận rằng Anh sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các mỏ dầu và khí đốt hiện có trong nhiều thập kỷ tới. Nhưng các dự án năng lượng sạch đang được đẩy mạnh với việc phê duyệt 4 trang trại năng lượng mặt trời lớn từ tháng 7 vừa qua và kế hoạch thành lập công ty năng lượng sạch nhà nước Great British Energy. Chính sách mới của Đảng Lao động đã gây ra những lo ngại trong ngành dầu khí và các nghị sĩ đối lập. Những người cho rằng các biện pháp này có thể tước mất việc làm và khiến Anh phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu năng lượng. Tại Scotland, nơi có ngành công nghiệp dầu khí phát triển mạnh mẽ, các nghị sĩ và công đoàn đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Cựu Bộ trưởng Bộ Năng lượng Andrew Bowie đã chỉ trích quyết định này, coi đây là một quyết định vô cùng tồi tệ, đặc biệt là khi nó ảnh hưởng đến khu vực Aberdeen, nơi tập trung nhiều công nhân dầu khí. Đảng Dân tộc Scotland SNP cũng đã tận dụng lập trường của Đảng Lao động để thu hút sự ủng hộ từ các cử tri, hứa hẹn bảo vệ việc làm của công nhân Biển Bắc. Tổng thư ký của công đoàn July Sharon Graham đã yêu cầu Đảng Lao động dừng lệnh cấm cấp giấy phép mới cho đến khi có thể đưa ra kế hoạch khả thi để thay thế việc làm ở Biển Bắc. Kế hoạch ngừng hoạt động khoan dầu của Anh không phải là động thái đầu tiên trong số các quốc gia sản xuất dầu mỏ. Đan Mạch đã từ bỏ các hoạt động khoan mới ở Biển Bắc từ năm 2020 và New Zealand cũng đã cấm các giấy phép khai thác ngoài khơi từ năm 2019. Chính phủ Anh sẽ công bố hướng dẫn môi trường mới cho các công ty dầu khí vào cuối năm nay. Mặc dù vậy,
các lãnh đạo ngành dầu khí cảnh báo rằng các chính sách này có thể gây ra sự trì trệ kinh tế. Chủ tịch Hiệp hội các công ty thăm dò độc lập của Anh, Rubin Alan cho rằng, chính phủ nên lắng nghe các nhà lãnh đạo ngành để duy trì tăng trưởng kinh tế. Ngày 11 tháng 9, tân thủ tướng Pháp Michel Barnier cho biết trong tuần tới, nước này sẽ có chính phủ mới. Hiện ông đang khảo sát các ứng cử viên để điều hành các bộ và cần nhận được sự ủng hộ của quốc hội chèo tại nước này. Ông Michel Barnier nói với các phóng viên tại thành phố Rennes rằng, chúng tôi sẽ thực hiện quy trình thành lập chính phủ một cách nghiêm túc và chặt chẽ. Ông đồng thời khẳng định sẽ lắng nghe mọi người trong bối cảnh nền chính trị chia thành ba phe lớn kể từ cuộc bầu cử quốc hội bất thành hồi tháng 7 vừa qua. Ông Michel Barnier, người từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU đã được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ Pháp vào tuần trước. Liên minh cùng nhau, Ensemble của Tổng thống Macron đã chính thức mất thế đa số trong Quốc hội Pháp, khiến ông chỉ hoãn việc chọn thủ tướng trong nhiều tuần nhằm cố gắng tìm một người không phải chịu cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngay lập tức. Hiến pháp của Cộng hòa Pháp quy định rằng Tổng thống có quyền lựa chọn thủ tướng mà không cần tham vấn hoặc có sự nhất trí của các nghị sĩ. Hiện Quốc hội Pháp có ba khối chính trị đang nắm giữ số ghế không chênh lệch nhau quá nhiều, gồm nhóm những người ủng hộ đường lối trung dung của Tổng thống Macron, liên minh lòng lẻo với đảng bảo thủ của ông Barnier, liên minh cánh tả mặt trận Bình Dương mới, NFP và đảng cánh hữu tập hợp quốc gia RN. Các nhà lãnh đạo NFP đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với bất kỳ chính phủ nào không do họ lãnh đạo sau khi giành được nhiều phiếu bầu nhất trong quốc hội, nhưng vẫn chưa đạt được đa số. Trong khi đó, ông Macron dường như đã cẩn thận tìm một ứng cử viên là ông Barnier, người không làm phần lòng RN. Tin đồn đang lan truyền ở Paris về việc ai có thể nắm giữ các bộ chủ chốt sau khi Thủ tướng Barnier cho biết ông sẵn sàng làm việc với những người ở cả phe cánh tả và cánh hữu. Thị trưởng vùng ngoại ô Seine-Ouen của Paris, ông Karim Bouamrine đồng thời là một đảng viên xã hội chủ nghĩa nổi tiếng, cho biết ông đã từ chối lời mời phục vụ chính phủ. Ông Bouamrine nói với đài phát thanh France Info rằng, chúng tôi có một thủ tướng cánh hữu được RN chấp thuận, một thủ tướng đang được giám sát. Hạn chót nộp dự thảo ngân sách chính phủ năm 2025 là ngày 1 tháng 10 khiến tân thủ tướng Barnier chịu áp lực phải hành động ngay lập tức, đồng nghĩa với việc ông cùng nhóm mới của mình phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt về thuế và chi tiêu. Chính phủ Pháp trước đó đã xin gia hạn thời hạn gửi lộ trình chi tiêu đến ngày 15 tháng 10, cho thấy sự khó khăn trong việc cân bằng giữa yêu cầu của EU và tình hình tài chính của Pháp. Đặc biệt, cả NFP và RN đều hứa hẹn sẽ lật ngược cải cách lương hưu không được lòng người dân hồi năm 2023, bao gồm việc tăng tuổi nghỉ hưu chính thức từ 62 lên 64. Ngay sau khi nhậm chức, Thủ tướng Barnier còn phải đối diện với sức ép từ EU về việc Pháp vi phạm các quy tắc chi tiêu công. Thâm hụt ngân sách của Pháp năm 2023 đã vượt qua ngưỡng 3% GDP theo yêu cầu của EU, đạt mức 5,5% có nguy cơ còn tồi tệ hơn trong năm nay. Trước nguy cơ bị trừng phạt, Pháp buộc phải trình bày kế hoạch chi tiêu rõ ràng và khắt khe hơn trong những năm tới.